Mình bắt đầu buổi học thôi các em. Thì cái đề toán hôm buổi 6, buổi thứ 6 thầy đã gỡ lên mấy hồi thứ bảy thầy đã gỡ lên thứ bảy. Thì trước tiên là nói về cái đáp án của cái đề này thì có 10 câu. Thì các em làm xong chưa? Có dò là đáp án của thầy đúng được mấy câu? Đáp án này. Mình chép cái đáp án lại thì mình dò thử coi đúng được mấy câu. Xong rồi thầy sẽ đi vào sửa chi tiết cái từng cái câu ha. Thì nói thì trong cái đề đánh giá năng lực thì có 10 câu toán, nhưng thật ra là nó cái vận dụng kiến thức toán để mà tính toán những cái phần khác đó, nó cũng rải rác khắp cái đề chứ không không riêng gì cái phần toán không ha. Rồi như vậy thì chúng ta đi vào sửa cái câu số 1. Số 1 là nó về tương giao giữa cái đồ thị của các hàm số. Thì để tìm tương giao giữa đồ thị của cái hàm số đó thì mình thực lập cái phương trình quadrat độ giao điểm không. Thì ở đây là nó yêu cầu là tìm m để là cái đường thẳng y bằng x cộng 2m và cắt cái đồ thị hàm số y bằng x trừ 3 chia x cộng 1 tại hai điểm phân biệt. Thì ở đây mình tìm m ha. M thì trước tiên mình sẽ lập cái phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm giữa hai đường thì nó sẽ là x trừ 3 chia cho x cộng 1 bằng x cộng 2m. Thì mình chuyển cái x này qua bên đây ha. Chuyển x này qua bên đây thì nó sẽ tương đương là trừ x bằng 2m. Thế mình sẽ đặt cái hàm f bằng cái vi trái của cái phương trình sau này. Cái phương trình này gọi là phương trình 1 này, phương trình 2 này. Đặt fx bằng x trừ 3 chia x cộng 1 trừ x. Thì bây giờ mình đi đạo hàm, mình khảo sát cái hàm f này. Khảo sát hàm f này thì nó có là f phẩy x nó bằng gì? Coi coi mấy bạn vô bây giờ mới có 35 người. Thì f phẩy x thì cái này là cái dạng hàm nhất biến. Hàm nhất biến thì dạng ax cộng b này, chia cho cx cộng d mà đạo hàm lên thì nó ra công thức là bằng gì, là ad trừ bc ha, chia cho cx cộng d tất cả bình. Anh em nhớ công thức này. A bằng 1 rồi D bằng 1. AD trừ BC, B bằng trừ 3 phải không? Và C bằng bằng 1. Trừ trừ 3 là cộng 3, 1 cộng 3 là 4 phải không? Trừ 1. Thế bây giờ mình cho cái f phẩy x này bằng 0 đó. Thì cái này nó sẽ tương đương là nguyên cái mình thấy nguyên cái cụm này mà trừ 1 mà nó bằng 0 thì có nghĩa là nguyên cái cụm này nó bằng 1. Mà cái cụm này thì nó có dạng là 4 chia cho một cái số dương ha, 4 chia cho số dương mà nó bằng 1 thì cái nghĩa cái số dương dưới đây bằng 4 luôn. Tức là cái phương trình này tương đương là x cộng 1 tất cả bình phương bằng 4 ha, x cộng 1 bình phương bằng 4. Vậy thì khi chưa bình phương nó bằng 2 hoặc nó bằng trừ 2 đúng không? Cái này mình có thể nhẩm ra cũng được. Đấy, mình có thể nhẩm ra cũng được. Tức là ở đây là mình sẽ được là x cộng 1 bằng 2
hoặc là x cộng 1 bằng trừ 2. Mình nhẩm ra cũng được, không mấy mình khai triển rồi mình bấm máy nha. Đấy. Thì chỗ này nó ra là x bằng 1 hoặc là x bằng gì đây, trừ 3. Thì đến đây thì tự động nhiều khi các em chọn đáp án liền thì nó sẽ sai đó. Tại vì mình đang còn tiếp xem cái sự tương giao giữa hàm f với cái đường thẳng y bằng 2m này nè. Thay vì ở trên đây mình tương giao giữa cái hàm y bằng x trừ 3 chia x cộng 1, cái này là đường cái dạng đường hi cái hàm mà bậc nhất nhất biến, còn này là đường thẳng mà đường thẳng làm xiên, không? Thì thay vì mình so sánh cái sự tương quan giữa cái đường cái hàm nhất biến như thế này. Đấy. Với cái đường xiên như thế này. Không, đường xiên thế này. Đường này tổng biến hết. Thì thay vì mình tìm được gì thì mình sẽ đưa về cái đường nó dạng như thế này. Đấy. Với cái đường thẳng nằm ngang. Đấy. Thì bây giờ đó là mình đảo lại cái bài này, cái chỗ này. Thì tới đây đó thì mình thấy cái hàm f của mình đó là nó có hai cái đạo hàm, nó có hai nghiệm. Bây giờ mình lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Bảng biến thiên đó thì thầy lưu ý là khi mà mình lập bảng biến thiên thì mình phải xét dấu cái đạo hàm đúng không? Mình xét dấu đạo hàm đó thì mình phải dựa vào nhiều thứ, chẳng hạn như là cái tâm thức bậc 2 thì sử dụng cái công thức ở trong trái ngoài cùng để tìm tìm dấu của đạo hàm. Đấy. Nhưng mà ở đây thì mình có một cái mẹo là mình có thể thế cho giá trị trong cái khoảng nó vô, không? Trừ những điểm bằng không và những điểm không xác định thì những cái chỗ những cái khoảng đó thì nó sẽ đồng nhất về dấu, không? Đồng nhất về dấu và do đó thì mình chỉ cần call giá trị nó tại một cái điểm nào đó thì mình sẽ biết được dấu trên toàn bộ cái khoảng luôn. Thì ở đây mình thấy là cái nghiệm nó là 1 với trừ 3 nè, vậy là trừ 3 nhỏ hơn 1 không. Nhưng mà lưu ý là cái tập xác định của cái hàm này đó, tập xác định của hàm này đó là x nó phải khác trừ 1 nữa, tại vì điểm x bằng trừ 1 thì cái thằng này nó không xác định nè. Như vậy thì mình sẽ thêm cái điểm trừ 1 vô đây nữa. Thì nhiều khi là chúng ta vẽ là chúng ta quên cái điểm trừ 1 này đó thì nó sẽ dẫn đến một cái kết luận sai lầm. Tại vì cái điểm này nó sẽ phân phân chia cái đồ thị thành hai nhánh. Không, hai nhánh. Đấy, thì mình đã thấy ở đây là cái này là nếu mà mình nhân lên cái f phải x này mình quy đồng mẫu lên thì có nghĩa là trên nó là tam thức bậc 1 mà cái hệ số trước x bình là nó âm, trong trái ngoài cùng là dương. Không, dương như thế này. Đấy. Còn nếu như các em nào không biết thì mình cứ bấm máy. Bấm máy mình call giá trị của nó. Thấy không? Để mình chế độ mất 1 không? Thì ở đây mình call giá trị nó là 4 nè. Chia cho x cộng 1 bình phương rồi trừ cho 1. Trừ cho 1. Đấy, mình trừ cho 1, bây giờ mình call nè. Trong khoảng trừ 3 đến trừ 1 mình call giá trị trừ 2. Trừ 2 rõ ràng số dương, vậy thì trong cái khoảng này nó dương luôn nè. Trong khoảng này đạo hàm nó dương nè. Còn trong khoảng trừ 1 đến đến 1 thì mình call cái giá trị mà không. Phải không? Thì nó cũng dương luôn nè. Vậy thì trong khoảng này dương. Còn trong khoảng từ 1 đến cộng vô cùng đó thì mình call giá trị bằng 2 coi. Với bằng 2. Đấy, thì nó ra số âm nè. Vậy thì trong nguyên cái khoảng này nó âm luôn. Rồi, tương tự vậy thì cái khoảng này nó cũng âm luôn, tại vì cái này thì xét rồi đúng không? Đấy. Thì bây giờ đó thì cái chỗ nào đạo hàm nó âm thì cái hàm nó sẽ giảm xuống nghịch biến. Cái này đồng biến. Cái này đồng biến. Cái này nghịch biến. Đấy, và mình sẽ tính giá trị hàm số tại điểm x bằng 1 này. Đấy, thì ở đây x bằng 1 thì nó ra cái gì? Thì bây giờ mình lại bỏ cái hàm này mình nhập vô cái hàm cái hàm ban đầu. X cộng 1 trừ cho x, trừ cho x. Rồi mình call call giá trị x bằng 1 trừ 2. Cái này là trừ 2 nè.
Giờ tiếp tục mình khoan giá trị này nữa. Khoan x bằng bằng trừ 3. Trừ 3 thì nó ra là 6. À. Đấy. Còn ở chỗ 2 robot này thì khi mà x tiến tới trừ vô cùng thì trừ x tiến tới cộng vô cùng đúng không? Còn chỗ này nó ra 1. Vậy thì chỗ này là cộng vô cùng. Cộng vô cùng. Ở đây cũng cộng vô cùng, đây mình con giống, đây là trừ vô cùng, trừ vô cùng. Đấy, thì mình thấy là cái đồ thị của hàm số y bằng fx nó có hai nhánh. Và hai nhánh này nó bị phân cách bởi cái đường thẳng y bằng x bằng trừ 1. Không, đồ thị nó như thế này. Thay vì tới vẽ biên bản biến thiên là mình đã kết luận bài toán này rồi đúng không? Nhưng mà ở đây thầy muốn cho các em dễ hình dung thì thầy vẽ thêm cái trường hợp. Thầy vẽ cái đồ thị nó ra. Thì cái đường thẳng này là x bằng trừ 1 ở chỗ này nè. Còn cái trục này là x bằng 0. Cũng không, tức là trục trục tung đó. Trục tung ôi quanh nó nè. Và cái thằng này là nó có cái đường tiệm cận đứng là y bằng trừ x, xin lỗi, tiệm cận xiên. Thấy không? Tiệm cận xiên thì nó là như thế này. Nhưng mà ở đây mình không không cần vẽ đâu. Tiệm cận xiên y bằng trừ x là thế này. Thế thì cái đồ thị của hàng số này đó là nó như thế này. À, trừ ở ở bên 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 trái cái điểm trừ 1 thì nó đi từ trừ vô cùng mà đến 6. À, đấy, thì đồ thị nó như thế này, trừ vô cùng đến 6 đi như thế này. Còn bên đây là nó sẽ đi từ, xin lỗi, cộng vô cùng đến 6. Chỗ này nó chiếu qua nè, cái đỉnh này chiếu qua nè. Này chỗ này là 6 nè. Còn còn chỗ này thì khi x bằng 1 thì nó sẽ bằng trừ 2, trừ 2 x bằng 1 trừ 2 rồi thì nó thấy như là cái này với mình vẽ hơi sai, y bằng trừ x, y bằng trừ x. Vẽ không có chính xác lắm, thì cái đồ thị nó kiểu kiểu như thế này đó. Chỗ này là trừ 2 nè, chiếu qua đây là trừ 2, chỗ này chiếu qua là 6, tại vì mình vẽ không chính xác lắm. Vì tóm lại là đồ thị nó có hai nhánh như thế này, hai nhánh như thế này. Còn cái đường y bằng m đó, đường y bằng 2m là đường này đó. Bây giờ mình cho cái 2m nó thay đổi thì cái đường y bằng 2m này nó chạy lên chạy xuống, thấy không? Thì khi mà y bằng 2m này nó hút cái điểm số 6, hút cái số 6 tức là 2m lớn hơn 6 thì nó sẽ cắt cái nhánh này là hai điểm nè, cắt cái nhánh ở trên đây là hai điểm này, chẳng hạn trên đây chỗ này là 2m lớn hơn 6 nè, lớn hơn 6 thì nó cắt cái đồ thị này tại hai điểm này. Còn nếu mà nhỏ hơn trừ 2, cái 2m nhỏ hơn trừ 2 thì nó sẽ cắt cái đồ thị tại hai điểm này đó. Còn nếu nó bằng trừ 2 thì nó tiếp xúc thôi, còn bằng 6 tiếp xúc thôi. Vậy thì ở đây mình sẽ kết luận là gì đây, là cái hai đường, hai đường cắt nhau tại hai điểm phân biệt khi nào? Tại hai điểm phân biệt khi vị trí khi 2m lớn hơn 6 hoặc là 2m nhỏ hơn trừ 2, và mình giải từng cái bắc ra thì nó ra là m lớn hơn 3 hoặc là m nhỏ hơn trừ 1. Đây thì đây là đáp án của mình, lớn hơn 3 nhỏ hơn trừ 1, ở đây là đáp án. Đây, đây thì cái câu 1 là cái tương tương quan giữa hai đường. Bữa nay mình vừa học toán rồi, chúng ta đến lớp ít ngày có ba mấy bạn, điều đó chứng tỏ là thầy dạy toán mà không có thu hút với các em. Đây cái câu câu số 2. Cái khấu hao tài sản, khấu hao tài sản câu 2. Thì nó nói là một người mua xe máy với giá 45 triệu, là biết rằng giá khấu hao tài sản xe giảm là 10% mỗi năm. Giảm giá trị ha. Hỏi sao ít nhất là bao nhiêu năm thì giá trị xe máy còn ít hơn 15 triệu đồng. Đấy.
Thì cái hàm khấu hao nó như thế này nha, hàm khấu hao như thế này, sẽ kỳ thì nếu mà ít là cái giá trị của cái xe lúc mới mua à, nếu A là giá trị của cái xe mới mua và cái mức giảm khấu hao tài sản giảm 10% thì nó sẽ còn 90% đúng không? Đấy, tức là mình cứ tưởng tượng như thế này, tức là đầu tiên mới mua là 45 triệu nè. Đấy. Thì sau một năm, rồi sau một năm, sau một năm thì nó mất đi hết 10% giá trị, cho nên lúc này nó sẽ còn lại là gì, 90%, tức là 45 và nhân cho 95% 90%, không? Tức là nó bằng 45 mà nhân cho 0,9, 0,9. Nếu mình bỏ dấu phần trăm thì nó ra 0,9. Đấy, thì như vậy thì sau 2 năm thì sao? Sau 2 năm thì cái số này nó sẽ là gì đây? 45 nhân cho 0,9 rồi nhân thêm 0,9 nữa. Thì cứ mỗi năm nó giảm đi 10% thì nó còn 0, còn còn 0,9 giá trị này, tức là còn 90% giá trị, tức là chỗ này mình ghi là 45 nhân cho 0,9 mũ 2. Thấy không? Như vậy thì mình làm tương tự như vậy thì có nghĩa là sau N5 thì cái tài sản của mình nó sẽ còn cái giá trị là 45 nhân cho nhiêu, 0,9 mũ N, đúng không? Đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tìm N sao cho cái giá trị này nó ít hơn 15 triệu. Ít hơn 15 triệu. Thấy không? Ít hơn 15 triệu thì lúc này đó thì cái nó trở thành là bất phương trình mũ, phải không? Bất phương trình mũ thì mình giải ra thì nó là 0,9 mũ N nè, nhỏ hơn 1 phần 3, tức là 15 chia cho 45, phải không? Tức là 1 phần 3 đó. Thì bây giờ đó là mình mới lấy logarit cơ số 0,9 thay thế, thì ở đây nó sẽ được N, nó bằng là logarit cơ số 0,9 của là 0,9 đến mũ N, đúng không? Đấy, thì mình lấy logarit cơ số mà nhỏ hơn 0 thì bắt thức nó đổi chiều nữa em. Nó chính là logarit cơ số 0,9 của 1 phần 3. Đấy, cơ số đổi chiều. À, lấy logarit cơ số nhỏ hơn 0, à, xin lỗi nhỏ hơn 1. Lớn 0 nhỏ hơn 1 thì bắt thức nó đổi chiều. Đấy, bắt thức đổi chiều thì bây giờ mình mới đánh giá nè. Cái số này mình bấm máy ra. Đó là logarit cơ số 0,9 của 1 phần 3. 1 phần 3. Đấy, tức là 15 chia cho 45 là 1 phần 3, đúng không? Tức là cái này nó ra là này nó tương đương là cái gì? À, N nó sẽ lớn hơn 10 10 phẩy mấy? 10,43, 10,43. 43 đơn vị là 5, không? Đơn vị là 5. Nhưng mà bây giờ ở đây N là số nguyên mà bây giờ mình phải lấy số nguyên nhỏ nhất. Nhỏ nhất, lấy số nguyên nhỏ nhất ha. Hỏi sao ít nhất bao nhiêu năm? Lấy số nguyên nhỏ nhất mà nó lớn hơn cái số này. Lớn hơn số 10,43 thì nó sẽ là 11, 12, 13, 14 gì đó. Phải không? Lấy số nguyên mà. Đấy, thì hiển nhiên là nếu mình lấy số 10 thì nó không lớn hơn số này được, đúng không? Vậy thì suy ra là N bằng 11. Đấy. N 11, vậy thì chỗ này là mình chọn câu C. Vậy thì sau 11 năm thì bây giờ mình gắn vô công thức này lại mình tính thử nha. À, 45 rồi nhân cho 0,9 mũ 11. Thì nó còn có 14 triệu mấy à. Đúng không? Tức là sau 11 năm thì cái xe của mình nó còn 14 triệu mấy. Hiển nhiên là cái giá này đó là để cái giá để nó đánh thế. Đó, để đánh thế sang nhượng này kia thôi. Chứ thật chứ một cái xe bảo dưỡng tốt thì đâu bán gì gì. Rồi nói ngoài lề thêm nha. Đấy, thì đây là câu 2 ha. Rồi, tới câu câu 3. Câu 3 thì nó nói là một tam giác có chu vi bằng 8. Thấy không? Một tam giác mà có chu vi bằng 8 và độ dài các cạnh là số nguyên. Độ dài các cạnh là số nguyên hết. Thấy không? Chu vi là ABC như thế này, chu vi ba cạnh tam giác là ABC như thế này. Thì cái chu vi đó, mình ký hiệu bằng chữ C đó. Đó, nó bằng A cộng B cộng C. C nhỏ hay còn này là C lớn chu vi. Thôi mình ghi chữ CV luôn đi, chu vi là CV. Thì chu vi này nó cho bằng 8 nè.
Đấy, và AB là các số nguyên nữa phải không? AB là các số nguyên nữa. À, thì bây giờ trong các cái số nguyên từ 1 đến 8 rồi mình coi coi cái số nào mà cộng ba số nào mà cộng lại với nhau bằng 8. À, mình coi là ba số nào. Và em lưu ý là do ba cạnh của tam giác thì nó sẽ có tính chất là gì? A cộng B thì nó lớn hơn C. Rồi A cộng C thì nó lớn hơn hơn B và B cộng C lớn hơn A. Thì bây giờ mình phải lấy là ba số cộng với nhau bằng 8 và đồng thời là nó phải thỏa mãn thêm cái điều kiện này. Thỏa mãn thêm điều kiện này được, thấy không? Đấy. Thì bây giờ nếu mình gọi ABC lần lượt là cái chữ này là lần lượt là nghe không? Độ dài ba cạnh. Độ dài ba cạnh. Thì ta có là gì? Ta có A cộng B cộng C bằng 8. Và A cộng B nó lớn hơn C, A cộng C lớn hơn B và A B cộng C lớn A. Đấy, thì do ba cái cạnh này đó, thì mình giả sử A là cạnh nhỏ nhất đi. Ta phải giả sử thêm là gì? Giả sử thêm là A nhỏ bằng B nhỏ bằng C đi cho nó dễ tính ha. Đấy, thì không mắc tính tổng quát thì mình có thể giả sử điều này. Đó, bây giờ mình coi coi A là số mấy. Nếu như em lấy A là số 1 á, chẳng hạn như ví dụ như mình lấy nếu mình lấy A là số 1 đi. A là bằng 1 đi. Thì B hiển nhiên là nó lớn hơn A thì mình lấy B từ 1 trở lên. Vậy thì nếu mà B bằng 1 nữa. B bằng 1 nữa thì suy ra là cái thằng C này nó phải bằng mấy? C nó bằng 6. Vậy thì suy ra là A cộng B là nó nhỏ hơn C là trường hợp này mình loại. Đấy, mình cứ thử như thế này hoài thì chừng nào đó nó ra hợp. Bây giờ tới B nó tăng lên bằng 2. Mà B tăng lên bằng 2 thì C bằng 5. Vì thì A cộng B nó vẫn nhỏ hơn C. Nó không thể nào lớn hơn C được cho nên ở đây mình loại luôn. Để tương tự vậy nếu mà mình tăng cái B lên bằng 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 3. Tăng B lên 3 thì do thằng C thì C nó phải bằng 4 không? Như bằng 4. Đấy, nhưng mà lúc này thì A cộng B nó lại bằng C, nó cũng loại luôn tại vì nó đâu có lớn hơn C đâu, phải không? Đấy, cho nên là vẫn chưa được. Vẫn chưa được, phải không? Đấy. Bây giờ nếu mà mình lấy B bằng 4 thì C nó bằng 3 sao? Thấy không? Thì nó đảo lại cái trường hợp 1 4 3 thì không được. Thấy không? Vậy thì trường hợp A bằng 1 rồi là đấy, thì mình B tới bằng 3 thôi chứ nếu mà B bằng 4 thì C nó bằng 3. Thấy không? Nếu B bằng 4 thì C bằng 3 thì còn rõ ràng là C nên nó không sở thỏ cái điều này. Bây giờ mình xét tiếp cái trường hợp là giả sử như ở đây mình sẽ xét thêm cái trường hợp là xét thêm cái trường hợp là A bằng 2 đi. Bây giờ em thử cái A bằng 2 đây. Trường hợp A bằng 2. A bằng 2 thì do B lớn hơn A thì mình lấy B bằng 2 luôn. Vậy thì lúc này mình sẽ suy ra C bằng 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 4. Tại sao? Ba thằng cộng nhau bằng 8 mà hai thằng 2 rồi, vậy thằng còn lại 4 không? Vậy thì A cộng B nó vẫn bằng C, nó trường hợp này loại. A cộng B nó đâu có lớn hơn C đâu, đúng không? Không được. Đấy, bây giờ mình lấy B tăng lên B bằng 3. A bằng 2 B bằng 3. À, và C này là mình không có C bằng 3, suy ra C bằng 3 luôn. Đấy không? Tại vì nếu mà C bằng 4 thì không được không? Đấy thì có trường hợp này thôi. Vậy thì mình thấy rõ ràng là A cộng B nó lớn hơn C đúng không? Rồi là A cộng C nó lớn hơn B. Rồi B cộng C là lớn hơn A, thỏa điều kiện này, thấy không? Cho nên là vậy thì mình sẽ chọn cái bộ số là 2 3 3. Tức là tam giác này là nó có một cạnh bằng 2, cạnh bằng 3, cạnh bằng 3, hai cạnh bằng 3 còn cạnh bằng 2 đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây mình sẽ tính cái diện tích tam giác theo hệ thức Hê-rông. Tức là diện tích tam giác thì lúc này nó sẽ bằng là nửa chu vi. Nửa chu vi B là nửa chu vi tức là A cộng B cộng C chia 2 đó. Mà chu vi nó bằng 8 vậy nửa chu vi nó bằng 4 đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ có là B nhân cho B trừ A rồi nhân cho B trừ B rồi nhân cho B trừ C ha. Vì cái này gọi là công thức Hê-rông em để tính diện tích tam giác khi mình biết ba cạnh đó đó. Thấy không? Đấy thì cái này là 4 nè. 4 trừ 2 còn 2 nè. Cái này là 4 trừ 3 là 1.
này 4 trừ 3 cũng là 1 luôn. Vậy thì 4 nhân 2 là 8 không? Căn bậc 2 của 8 tức là 2 căn 2. Diện tích của tam giác nó sẽ là 2 căn 2. 2 căn 2 như thế. Đấy, thì mình chọn phương án A. Đó, thì câu 3 là mình chọn phương án A. Để thầy coi cho thầy có ghi âm ghi hình là rồi có. Mình cứ mình giả sử A nhỏ hơn B, nhỏ hơn C, rồi mình cứ ship nó A nó từ 1 đảo lên, chừng nào nó đụng nóc thôi hết, hữu hạn thôi, tới cộng tới 8 thôi mà. Đấy, cho nên là chỗ này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái câu số 4 rồi. Rồi, câu số 4 này này nó liên quan đến cái lĩnh vực là hình học không gian lớp 12, chương trình hình học và phương pháp tọa độ á. Không. Phương pháp tọa độ trong không gian thì những cái vấn đề cơ bản chẳng hạn như đây nè. Hôm trước là thầy có nói rồi đó, thí dụ như là mình sẽ có một cái điểm M mà tọa độ là x, y, z như thế này. X0, y0, z0 đi. Y0 thế này. Đó, bây giờ mình sẽ chiếu cái điểm này lên, chiếu không? Chiếu vuông góc lên mặt phẳng OXY. OXY thì coi như mình chiếu lên mặt phẳng OXY thì nó sẽ thành một cái điểm nằm trên OXY rồi đúng không? Vậy thì cái cao độ nó bằng không. Phải không? Cho nên nó ra một cái điểm M1 nó có tọa độ là cũng x0 y0 luôn. Nhưng mà cái phần z nó bằng không. Vậy thì ví dụ như mình chiếu lên cái mặt phẳng OXZ thì sao? Thì nó ra cái điểm M2. Phải không? X0 chiếu lên OXZ thì cái thành phần tung độ của nó là y độ đó, nó bằng không. Còn hai thành phần kia giữ nguyên. Thấy không? Đấy, thì z không. Tương tự như thì chiếu lên cái mặt phẳng là gì? Lên mặt phẳng là OIZ thì cái này là điểm 3 M3 đi. Thì cái thành phần hoành độ nó bằng không. Còn hai thành kia giữ nguyên. Y0 z không. Đấy. Đấy, thì bây giờ em muốn làm tốt những cái phần cái câu dạng thế này đó thì em sẽ xem lại là với cái điểm M này thì chiếu lên mặt phẳng tọa độ như thế nào và chiếu lên các trục tọa độ thì nó ra làm sao, hoặc là lấy đối xứng qua các cái mặt phẳng tọa độ thì nó ra làm sao, lấy tọa độ lấy đối xứng qua cái các cái trục tọa độ thì nó làm sao, nó ra điểm nào, thấy không? Đấy, hoặc là lấy đối xứng qua góc tọa độ thì nó ra điểm gì, thì cái này lý thuyết là các em tự ôn là gì này? Lý thuyết này. À. Đấy, thì bây giờ mình làm đảo lại cái bài này thì cái phương trình đường thẳng D đó, đường thẳng D cái phương trình này nó gọi là phương trình chính tắc, phương trình chính tắc phải không? Vậy thì mình có là cái phương trình tham số của nó là gì, mình đổi sang phương trình tham số thì cái đường thẳng D này nó có phương trình là x bằng cái gì trừ 1 cộng 2t và y bằng 2 cộng 3t và z bằng cái gì trừ 3 cộng t. Đấy. Như vậy thì nếu như mà mình có một cái điểm M mà thuộc cái đường thẳng D thì suy ra tọa độ điểm M nó sẽ có 3 thành phần như thế này. Đấy, 3 thành phần như thế này. Như vậy thì bây giờ mình gọi M phẩy là hình chiếu của điểm M phải không? Đấy. Thì gọi M phẩy là hình chiếu, là hình chiếu của M lên mặt phẳng OXY. Thì suy ra cái điểm M phẩy lúc này nó sẽ có tọa độ là nó giữ hai thành phần ở phía trước lại, còn thành phần thứ ba là nó bằng không không? 2 cộng 3t và không. Đấy. Vậy thì từ đó mình sẽ suy ra là cái tại vì điểm M phẩy thì nó phải thuộc vào D phẩy đúng không? Vậy thì suy ra cái đường thẳng D phẩy nó sẽ có phương trình tham số là gì? Trừ 1 cộng 2t. Rồi xin lỗi mình ghi đầy đủ là x bằng gì, x bằng trừ 1 cộng 2t, y bằng 2 cộng 3t và z bằng 0. Đây, đây đây là phương trình đường thẳng D phẩy và đề bài nó hỏi là gì, vectơ chỉ phương của đường thẳng D phẩy thì vectơ chỉ phương của đường thẳng D phẩy tức là u, vectơ u này, cái này nó đề nó đặt là vectơ u luôn. Vậy thì vectơ chỉ phương của nó là cái hệ số trước t ở phía sau đây.
là nó là 230. Đấy. Thì đây là cái cách làm của cái bài tập của câu bồ hỏi số 4. 230. Vâng à. Có hỏi gì không kia? Chúng ta hỏi gì? Rồi, nếu không hỏi thì mình đi tiếp tục. Câu 5 thì nó liên quan đến vẫn là lĩnh vực vật lý. Vật lý nhưng mà cái vận dụng toán trong vật lý thôi, chứ không phải là nó thuần túy nó là vật lý thôi. Thì em nhớ cho thầy đó là mình muốn tính cái quãng đường đó là mình lấy tích phân của vận tốc. Không? Thì mình muốn tính cái quãng đường. Tôi nhắc lại lý thuyết chứ. Tính cái quãng đường. Quãng đường S từ A đến B. Từ thời điểm A đến thời điểm B. Thời điểm là cái điểm thời gian đó. Đúng không? Thì S nó sẽ bằng là tích phân từ A đến B của cái VT DT. Thì muốn tính quãng đường thì mình lấy tích phân của vận tốc, và muốn tính cái vận tốc thì mình lấy tích phân của gia tốc. Đấy thôi. Đấy. Thì bây giờ đó là lý thuyết của mình nó nhắc như thế này. Nhưng mà ở đây nó cho cái phương trình gia tốc. Mà muốn có phương trình gia tốc thì mình tìm vận tốc mình làm sao? Mình lấy nguyên hàm của gia tốc. Đúng không? Đấy. Thì ta có là cái vận tốc tại thời điểm T. Tại thời điểm T. Thời điểm T tính từ sau khi tăng tốc. Thấy không? Tại thời điểm tăng tốc là cái T nó bằng 0. Thấy không? T bằng 0 là T bằng 0 nghĩa là tại thời điểm tăng tốc. Thời điểm tăng tốc. Như vậy thì vận tốc của nó là nguyên hàm của gia tốc phải không? Vậy thì mình sẽ có VT nó sẽ bằng là nguyên hàm của AT DT. Nguyên hàm thôi anh em chứ chưa là tích phân nha. Thì cái này nó là nguyên hàm của gì? 3T cộng T bình DT. Thì lấy nguyên hàm của 3T thì nó ra là 3T bình phương chia 2 đúng không? Còn T mũ 2 thì bằng T nguyên hàm của T 3 chia 3. Và cộng thì bằng số C nữa. Nhưng mà mình thấy là trước khi tăng tốc, ngay thời điểm tăng tốc thì vận tốc nó đã đạt 10 m trên giây rồi. Có nghĩa là tại thời điểm T bằng 0 này thì là cái C cái vận tốc nó đã đạt 10 rồi. Đấy, thì ta có là V0 là bằng 10. Bằng 10 thì mình thế vô này mình sẽ suy ra được cái C bằng 10. Đúng không? C bằng 10. Vậy thì đó suy ra cái VT lúc này của mình nó là cái gì? Cái vận tốc của nó sẽ là cái gì? Là 2 3 phần 2 T bình phương. Rồi đó là cộng cho là để coi cái hàm lại coi T mũ 3 chia 3 cộng 10 cộng 10. Đấy, thì đó mình sẽ tính được cái quãng đường. Quãng đường nó chính là tích phân từ cái gì? Từ cái thời điểm mà nó đi được 10 giây. 10 giây có nghĩa là tính từ thời điểm 0 giây đến thời điểm nó tăng tốc đến thời điểm nó 10 giây. Thì cái quãng đường nó đi được bao nhiêu? Tức là mình sẽ tính tích phân từ 0 đến 10 đúng không? Từ 0 đến 10 của cái VT này nè. Nhưng mà cái VT lúc này nó là 3 phần 2 T phương cộng cho T mũ 3 chia 3 cộng cho 10 DT. Đấy, thì bây giờ là mình bấm máy ra chỗ này thì bấm máy ra. Bấm tích phân nè. 3 phần 2 x nè. X bình phương. Bình phương rồi mới cộng cho là x mũ 3. X mũ 3 và chia cho 3 không? Chia cho 3 thì em bấm dấu chia này cũng được. Để chia cho 3 này rồi cộng thêm 10 nữa. Rồi bấm cái cặn nó tích phân từ 0 đến 10. Thì nó ra là 4.300 chia 3. Bấm SD thì nó ra bằng 1.433. Thấy không? 1.433. 1,3
1433,3. Vậy thì cái S này nó sẽ bằng 1433,33. Được chưa? Đấy. Như vậy thì sau khi chạy được 10 giây thì nó đã được đạt được là cái quãng đường là 1433 4333 mét. Thì chỗ này là đáp án của mình là đáp án D. Đó, tới câu 5, câu 6. Câu 6 thì nó một câu bên giải thích tổ hợp thôi. Một lớp nó có 10 học sinh gồm 5 nam 5 nữ thì có bao nhiêu cách chọn đội văn nghệ? Mà số nam bằng số nữ phải không? Số nam bằng số nữ thì số cách chọn nó sẽ là gì? Cái chọn là C33. C35 nhân C35. Tức là chọn 3 người nam và 3 người nữ, phải không? Chọn chọn 3 nam và 3 nữ. 3 nữ thì nó mới đồng đều nhau được đúng không? Tại vì chọn 6 người mà. Mọi người bằng 6 bạn theo cho số nam bằng số nữ thì nó chỉ còn cái trường hợp là 3 nam 3 nữ thôi. 3 nam mình chọn trong số này, số 5 người nam này. 3 nữ mình cũng chọn trong số 5 người nữ này, 5 người nữ này thì nó ra kết quả gì? Là 100. Tại vì C35 là bằng bằng 10 rồi. C35 là 10, 10 nhân 10 là 100. Cái này không tin bấm máy tính lại kiểm tra không? Rồi bây giờ mình sang cái câu số 7. Câu số 7. Tìm tất cả giá trị của tham số M để cái phương trình này có hai cái nghiệm thực x1 x2 và nó thỏa mãn là x1 cộng x2 nó nhỏ hơn 2. Đấy, ghi lời giải như sao? Thì để làm bài này thì mình đặt cái phương trình đã cho này là phương trình số 1. Rồi sau đó mình đổi biến. Đặt t bằng mà 2 mũ x không, điều kiện là t lớn không thì cái phương trình nó trở thành cái gì? Trở thành phương trình là cái này là 4 mũ x thì nó chính là 2 mũ x tất cả bình phương, cho nên chỗ này mình ghi là t bình phương. Còn cái này là 2 mũ x cộng 1 tức là 2 mũ 2, 2 nhân cho 2 mũ x, 2 nhân 2 mũ x rồi nhân thêm trừ 3 đó là trừ 6, trừ 6 nhân cho t và cộng với m bằng 0. Phương trình mình đặt phương trình số 2. Như vậy thì phương trình 1 mà nó có hai nghiệm, hai nghiệm x1 x2 nó thỏa cái điều kiện này. X1 cộng x2 nhỏ hơn 2. Để nó có hai nghiệm thỏa điều kiện này thì có nghĩa là cái phương trình 2, điều này xảy ra khi và chỉ khi phương trình 2 nó có hai nghiệm dương, hai nghiệm dương phải không? Tại vì cái phương trình này, phương trình 2 này nó có nghiệm thì chỉ có nghiệm dương thôi. Nghiệm dương và thỏa điều kiện là gì? T1 nhân cho T2 nó sẽ bằng 2 mũ x1 nhân cho 2 mũ x2 tức là bằng 2 mũ x1 cộng x2. Mà x1 cộng x2 nhỏ hơn 4 cho nên là 2 mũ này nó nhỏ hơn 2 mũ 2. Tức là hay là tương đương là T1 T2 là nó nhỏ hơn 4. Phải không? Vậy thì yêu cầu đề bài nó sẽ tương đương về cái tìm điều kiện của M để phương trình 2 này nó có hai nghiệm mà tích của hai nghiệm nó nhỏ hơn 4. Ha, tích hai nghiệm nhỏ hơn 4. Đấy. Vậy thì cái điều kiện là điều này nó sẽ tương đương cái gì? Điều này nó sẽ tương đương gì? Điều kiện nó có hai nghiệm dương, hai nghiệm dương và nó thỏa điều kiện này thì cái delta của nó phải lớn bằng không. Và cái hệ số trừ b chia 2a nó trừ b chia a chứ không 2a, nó phải dương luôn. Đây là tổng hai nghiệm là theo hệ thức VS thì hai nghiệm mà nó dương thì tổng hai nghiệm nó dương. Và cái C chia A nó cũng phải dương. Không? Tích hai nghiệm nó cũng dương, không? Thì này nó sẽ tương đương là cái gì? Đồng thời là tích hai nghiệm này nó tích tích hai nghiệm là T1 nhân T2 đó nó nhỏ hơn 4 nữa, tức là C chia A cũng nhỏ hơn 4 luôn. Đấy, thì bây giờ mình giải tương đương nè. Thì cái delta đó
Delta đó là công thức của nó là B bình phương trừ 4AC đúng không? B bình phương trừ 4AC là B bình phương là bằng 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 trừ trừ 6 tất cả bình phương trừ 4AC là 4m. Cái này mình cho nó lớn bằng 0. Còn còn cái trừ B chia A, trừ B là 6 rồi 6 chia A là bằng 1 rồi 6 chia 1 này lớn 0 là thỏ rồi. Rồi C chia A thì nó bằng M đúng không? M lớn hơn 0 và nhỏ hơn 4. Cái này mình ghi lại M lớn hơn 0 nhỏ hơn 4. Thì cái điều này nó hiển nhiên rồi, rồi mình khỏi khỏi hiển nhiên rồi mình khỏi cần giải. Còn điều này thì khống chế nó rồi. Khống chế M rồi đúng không? Đấy, thì bây giờ cái còn cái bắc ở trên đây thì nó ra cái gì? Ở đây ra cái gì? Là M nhỏ hơn 36 đúng không? M nhỏ hơn 36 tức là tương đương M nhỏ hơn 9. Đấy, tương đương rồi. M nhỏ hơn bằng 9. À, chỗ này là M lớn hơn 0, nhỏ hơn 4. Nó ra đáp án này không ta? M lớn 0, nhỏ hơn 4 là đáp án C hả? Thì còn 7C đúng rồi. Đấy, thì ở đây là mình chọn đáp án C. Để điều kiện để cho cái này nó có hai nghiệm mà nó thỏa điều kiện này. Đấy, như nếu như mình làm không kỹ thì nó sẽ xảy ra chỗ này thôi, tức là mình chỉ coi cho m lớn 0 nhỏ bằng 9 không, nó sẽ ra cái đáp án sai này. Dạ, đây là câu 7. Và tiếp theo là mình câu 8, nó chính là cái câu hình học không gian. À, tính thể tích khối đa diện. À, thể tích khối đa diện thì ở đây nó nói là một cái khối chớp tứ giác đều, mà khối chớp tứ giác đều á, thì em lưu ý thì nó là hình vuông, cái đáy nó là hình vuông không, đáy nó là hình vuông. Và cái hình chiếu của cái đỉnh của hình chớp của cái khối chớp này lên đáy á, thì nó sẽ trùng với cái tâm của hình vuông như thế này. Đây là S nè, rồi A nè, B nè, C nè, D nè. Thì đấy nó là hình vuông không? Và nó nói là góc giữa cái mặt bên đó, góc giữa cái mặt bên nè, mặt bên hợp với đáy một góc 45 độ, và muốn xác định góc giữa mặt bên với đáy đó, thì mình sẽ gọi thêm một cái điểm nữa. Cái này thì đầu tiên là mình phải có điểm H rồi. Để đầu tiên mình gọi gọi H là hình chiếu, cái này gọi H là tâm của hình vuông đi. Là tâm hình vuông, hình vuông đáy ha, hình vuông đáy. À, và bây giờ mình sẽ lấy cái từ cái điểm H này là mình giống ra một cái đường nó vuông góc với AB, vuông góc với AB, thì cái chỗ này mình lấy cái điểm Y đấy, và mình gọi Y là hình chiếu của H lên AB, H lên AB. Rồi sau đó là mình lại tiếp tục lấy một cái điểm E, điểm E nằm đây. À, và gọi E là gì? Gọi E là hình chiếu của H lên SI, lên cái đường SI này nè, cái đường SI là đường này nè. À, đừng ở đi. Đấy. Thì chỗ này mình sẽ suy ra được là gì? Cái góc giữa hai mặt phẳng SAB là mặt bên nè, với mặt đáy nè, góc giữa hai hai cái mặt này. Cái góc này. Đó chính là góc giữa góc SIH, SIH. À, mà góc SIH này đó thì thầy nhắc lại là góc giữa hai cái mặt phẳng trong không gian đó, nó chính là góc giữa hai cái đường thẳng nằm trên hai mặt phẳng đó và lần lượt vuông góc với nhau tiến. Ở đây em gọi Y là hình chiếu của H lên cái đường AB, vậy thì cái gì IH là nó vuông góc với AB rồi. Và tương tự vậy thì mình sẽ chứng minh là cái SI nó cũng vuông góc với AB nữa, tại vì tam giác SAB là cân đúng không? Cân tẻ. Đấy, như vậy thì suy ra là cái góc SIH này là nó bằng 45 độ.
tại đề nó cho cái góc giữa mặt bên với mặt đáy là 45 mà. Như vậy thì từ đây mình sẽ suy ra được là gì? Từ đây mình sẽ suy ra được, từ đó suy ra là cái tam giác SIH đó là nó vuông cân tại H. Tại H. Đấy, nó là tam giác vuông mà nó có một góc 45 độ như thế này. Đúng không? Thì nó là vuông cân. Đó. Vuông cân thì suy ra là cái HE này đó. HE này nó bằng nó bằng phân nửa cạnh quyền và phân nửa cạnh quyền, đúng không? HE là nó bằng 1 phần 2 lần SI. À, bây giờ mình có HE bằng quên xuống hàng rồi, giờ nó chạy xuống mất tiêu. Chính này cắt xuống. Vậy thì mình sẽ suy ra được cái tam giác này là vuông cân tại H nè. Vậy thì suy ra là cái HE đó là nó sẽ bằng HE này, nó sẽ bằng 1 phần 2 lần của gì? SI. Nhưng mà đề bài nó cho đó, đề bài nó cho là ngoài ra đó, ngoài ra thì chúng ta có HE nó cũng chính là khoảng cách từ từ chân đường cao này đến cái mặt bên. Ngoài ra ta có là ngoài ra thì mình sẽ có là cái HE này là nó vuông góc với mặt phẳng SAB đúng không? AB nên suy ra là HE nó chính là khoảng cách từ cái điểm H này nè. Khoảng cách từ điểm H này đến mặt phẳng SAB đến mặt bên. Đúng không? Và đề bài nó cho thằng này bằng A luôn. Đề bài nó cho là khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên là bằng A. Vậy thì có nghĩa là HE này bằng A. Đúng không? Vậy thì HE bằng A thì suy ra cái SI đó. Suy ra SI. SI này là nó bằng là 2A. Mà tam giác SHI này nè. SHI này là vuông cân tại H. Mà bây giờ cái cạnh quyền của nó là 2A rồi, vậy thì cạnh góc vuông của nó, hai cạnh góc vuông nó bằng nhau, tức là HEHI bằng HS bằng A căn 2. Tức là nguyên cái số này mình chia cho căn 2 nó còn A căn 2 đúng không? Đấy, có nghĩa là đường cao của hình chóp này nó là A căn 2 rồi. Đấy. Và cái cạnh của hình vuông, cạnh của đáy nó chính là cạnh AB, đúng không? AB thì nó bằng là CD. AB nó bằng là B BC luôn cũng được, BC. Đấy. Thì hình vuông mà. Và nó sẽ bằng hai lần IH đúng không? Mình bỏ cái này luôn đi. Tức là AB nó sẽ bằng hai lần IH. AB nó bằng hai lần IH nha. Xem còn em còn theo dõi kịp không ạ? Có buồn ngủ lắm không ạ? Cố gắng ha. Không theo kịp thầy ơi. Hả? Theo kịp không? Nó nhanh quá thầy ơi, Nó hơi vừa nhanh chép mà hả? vừa nghe không có lọt chữ Vậy hả? nghe Cái chữ câu 8 không này hả? Không sao, nữa mình xem vừa lại nãy à. giờ. Ừ, nữa mình xem lại giùm thầy á. Mình cái chỗ nào mình xem không kịp thì mình tua chậm lại, tại thầy tải lên YouTube rồi. Không sợ nhanh đó nghe, cái này mình không sợ nhanh, mình chỉ sợ không hiểu thôi. Rồi nói vui vậy thôi chứ đi. Thì bây giờ thầy nhắc lại nè, thì bây giờ nếu mà mình gọi y là hình chiếu của h lên ab đúng không, tức là hi này nó vuông góc với ab nè đó. Rồi là y e là hình chiếu là y rồi e đó, y là hình chiếu của h lên ab. Thấy không? Còn còn E là hình chiếu của H, cái này chữ E tôi ghi thành chữ Y, còn E là hình chiếu của H lên SI. E là nằm đây nè.
Thì bây giờ mình có thể chứng minh được là HE nó vuông góc với mặt thẳng SAB. Em nào có thi trung học phổ thông quốc gia thì phải phải chứng minh được cái điều này. Thấy không? Tức là đầu tiên là mình gọi Y là hình chiếu của H lên AB, rồi sau đó là E nó lại là hình chiếu của H lên SI, thì chứng minh là HE này đó là nó vuông góc với mặt phẳng SAB, là cái này em phải cố gắng làm được. À. Như vậy thì cái HE này nó chính là cái khoảng cách từ H đến mặt phẳng SAB. À, ở đây thầy có ghi nè. Ngoài ra, chỗ ngoài ra đó. Ngoài ra thì ta cũng có là HE nó vuông góc SAB. Cho nên cái khoảng cách HE nó chính là khoảng cách từ H đến AB, tức là khoảng cách từ chân đường cao đến cái mặt bên, đúng không? Đến mặt bên. Cái này nó cho bằng A. Để cho chân đường cao đến mặt bên bằng A nè. Đó. Như vậy thì ở đây mình sẽ có SI nó bằng A. Đâu phải. SE chứ. Ở đâu HE nó bằng A. HE nó bằng A. Đúng không? HE là bằng A nè, để nó cho nè. Nhưng mà cái tam giác SHI này nè, tam giác SHI này em thấy là tam giác SHI thì vẽ ra nè. Tam giác SHI nó như thế này. SHI. SHI nó như thế này, nó vuông cân mà, góc này 45 độ mà, đúng không? Đấy, rồi cái đầu cái thằng HE là nó địa điểm này, HE là này, nó bằng A. Mà cái HE này nó là đường cao mà cũng đồng thời nó là đường trung tuyến nữa, tại vì cái này tam giác này nó vuông rồi, nó vuông cân rồi, vuông cân rồi đúng không? Thì cái đường cao ứng với cạnh quyền cũng là trung tuyến. Mà trong trong cái tam giác vuông đó, thì trung tuyến ứng với cạnh quyền là bằng phân nửa cạnh quyền, đúng không? Trong trong cái tính chất của tam giác ở lớp 9 mình học đó, là trong cái tam giác vuông đó mà trung tuyến ứng với cạnh quyền thì nó sẽ bằng phân nửa cạnh quyền. Đấy, tức là HE nó bằng 1 phần 2 SI, là tại sao nó là gì đó. Không? Đấy, nhưng mà HE mình biết ở chỗ này HE này nó bằng A này, cái thằng này nó bằng A nè. A thì nó bằng 1 phần 2 của SI. Vậy thì SI nó sẽ bằng 2A. Đúng không? SI là bằng 2A. Đó. Nhưng mà cái tam giác này đó thì SI là cạnh quyền đúng không? Cạnh quyền giống như đường chéo của hình vuông vậy. Đường chéo của hình vuông là 2A, còn cái cạnh nó sẽ là nhỏ hơn cái đường chéo một một lần, căn hai lần, đúng không? Căn hai lần, cho nên mình muốn có được cái cạnh quyền của tam giác vuông cân thì mình tính được cái cạnh góc vuông, tính được cạnh góc vuông, phải không? Cạnh góc vuông là cái này. Cạnh góc vuông của nó là HI, phải không? Cạnh góc vuông của nó là HI. HI là bằng HS nó bằng A căn 2. Nhưng mà em thấy cái HI này rõ ràng là nó bằng 1 phần 2 lần của cái cạnh hình vuông, đúng không? HI này nè, HI này là bằng 1 phần 2 lần cái cạnh hình vuông. Đấy. Cạnh hình vuông là BC đó. Đấy. Vậy thì chỗ này mình sẽ suy ra được AB nó chính bằng BC, nó bằng 2 lần HI. 2 lần HI mà HI nó bằng A căn 2 đó. Vậy thì nó là 2A căn 2. Đấy. Vậy thì cái diện tích của hình vuông nó bằng gì? Đấy. Diện tích của hình vuông tức là S của ABCD thì nó bằng cái cạnh này bình vuông lên. Bình phương lên, tức là bằng 8A bình, 8A bình. Vậy thì đó mình sẽ suy ra được cái thể tích của khối chóp là bằng gì? Nó bằng 1 phần 3 diện tích đáy ABCD nhân với chiều cao, tức là SH. À, thì cái này là 1 3 giữ nguyên nè, 8A bình giữ nguyên nè. Cái SH thì mình sẽ thay bằng gì? A căn 2 nha. Vậy thì nó sẽ là 8A mũ 3 căn 2, đúng không? Tất cả chia cho 3. Đây là đáp án. Đây là đáp án của B. À. Đây là câu 8. Rồi câu 9. Câu 9 là nó nói gì? Câu 9 này thì nó liên quan đến một cái lĩnh vực nó gọi là bài toán quy hoạch tuyến tính. Nhưng mà cái này để phổ thông ở toán cao cấp nó mới gọi là quy hoạch, còn còn ở toán phổ thông thì nó gọi là giải hệ hệ phương trình, hệ bắc phương trình nhé, hệ bắc phương trình hai ẵn xi, thấy không? Thì cái đây là cái lời giải của cái bài toán này luôn nè. Alo.
Mai kiểm tra thì mình có nghỉ trước đi em, mình nghỉ trước đi ha, nghỉ trước đi, nữa mình có thể xem lại video thầy tải lên, thầy tải lên YouTube đó. Thì sẽ chuyển cái đường link qua cái nhóm Facebook của chúng ta ha. Thì cái câu chính này đó, thầy có hướng dẫn lời giải ở đây luôn nè, để dễ hình dung, để mình về mình vẽ hình ở trên đây đi. Ơi sao em, Thầy giải thích giùm em bài 7 được không thầy? câu 7 hả? Dạ. Để thầy coi là câu 7 nè. Câu 7 là để thầy giải gọi không? Em không hiểu cái chỗ mà cái lúc Đây suy hả? ra. Đây. Bây giờ mình đặt t bằng 2 mũ x đúng không? Phải chỗ này không? T bằng 2 mũ x thì cái phương trình nó trở thành là cái này, thì hiểu chưa? Tới đây xuống đây hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Vậy thì ở đây mình sẽ lập luận nè, cái phương trình đã cho là phương trình 1 nè. Nó phải có hai nghiệm x1 x2 đúng không? Thỏa mãn cái điều kiện này nè. Đó, thì có nghĩa là cái phương trình 2 này nó cũng có hai nghiệm t1 t2. Đúng không? Phương trình 2 là phương trình này nè. Và nó thỏa mãn là t1 t1 nhân t2. Tại vì t1 nhân t2 thì t á, thì nó sẽ bằng là 2 mũ x đúng không? Vậy thì t1 nó sẽ bằng 2 mũ x1, t2 nó bằng 2 mũ x2. Vậy thì nếu mà mình lấy t1 nhân t2 á, thì nó sẽ bằng là 2 mũ x1 cộng x2. Thấy không? Nhưng mà x1 cộng x2 của mình là nhỏ hơn 2. Vậy thì 2 mũ x1 cộng x2 nó sẽ nhỏ hơn 2 mũ 2. Đó. Tức là nhỏ hơn 4 đúng không? Tức là t1 nhân Ủa t2 mày bằng sao 4. sao mà biết được nó nhỏ hơn 2 muốn 2 thầy? Cái bất phương trình mũ của mình đó em. Bất phương trình mũ nè. Là x1 cộng x2 nó nhỏ hơn 2 đúng không? Vậy thì 2 mũ x1 cộng x2 nó phải nhỏ hơn 2 mũ 2 không? Công thức đó thầy. Cái tương đương cái này là cái tính chất của hàm mũ em. Không? Ví dụ như m mà nhỏ hơn n thì 2 mũ m phải nhỏ hơn 2 mũ n không? Đúng chưa? Công thức của lớp mấy vậy Cái này là lớp 12 em, lớp 12 cái tính chất hàm mũ em, hàm mũ. Tại vì cái cơ số 2 này là cái cơ số nó lớn hơn 1. Thấy không? Thì cái từ đây nó tương đương xuống là nó tương đương cùng chiều ha. Còn nếu mà cái cơ số này mà nó nhỏ hơn 1 á, lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 thì tương đương nghịch nghịch chiều. Thấy không? Thì nói lại như thế này nè. Thì nếu nếu mà mình có m nhỏ hơn n thấy không? Và a là nó lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 như thế này thì mình sẽ được là gì? A mũ m nó sẽ lớn hơn a mũ n. Đó, từ cái này nó sẽ suy ra được cái này. Đó, tại vì cái cơ số này nó lớn không nhỏ hơn 1 với tính chất của cái hàm mũ á. Còn nếu trường hợp thứ hai là nếu mà a lớn hơn 1 luôn thì mình sẽ suy ra được là a mũ m nó bé hơn a mũ n. Tùy theo cái trường hợp cái cơ số mình. Thì ở trời trong ơi ở quá bài này, ở bài này của mình đó là số 2, mình lấy cái cơ số 2 nè, cái số 2 là nó lớn hơn 1 đúng không? Vậy thì m mà nó nhỏ hơn n thì tương đương 2 mũ m nhỏ hơn 2 mũ n. M nó như chỗ này nha. Đây là m nè, này là n nè, đó. Được chưa? thầy em không hiểu cái chỗ delta thầy. Delta phải không? Đây là cái phương trình bậc 2 đúng không em? Phương trình bậc 2 theo 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 biến t đúng không? Bây giờ thầy nhắc lại phương trình bậc 2 này, em giải phương trình bậc 2 Là là cái gì? à đúng rồi Y b bình bình phương trừ ac cộng c bằng không nè, thì mình tính delta bằng cái gì? Là b bình phương trừ 4ac đúng không? Đó, thì bây giờ nó chia làm 3 trường hợp. Là delta lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đúng không? Còn delta bằng 0 là phương trình có nghiệm kép đúng không? Có nghiệm kép có nghĩa là nó có hai nghiệm nó trùng nhau đó. Còn delta nhỏ hơn 0 thì nó vô nghiệm. Cái này mình đang xét trên cái tập số thực nha. Còn tập số phức thì nó không có cái điều này. Đấy. Đấy, thì bây giờ qua bài này thì em thấy là cái gì? Cái này là cái phương trình bậc 2 nè, hệ số a đó bằng 1 đúng không? Hệ số a tức là cái số mà nó trước t bình phương đó. Không có thì coi như nó bằng 1 phải không? Đấy, còn cái hệ số B là cái hệ số trước T nó bằng trừ 6 nè. Còn hệ số C là hệ số tự do M nè. Nhưng mà ở đây nó đề bài nó chỉ nói có hai nghiệm thôi, nó không có để chữ phân biệt ấy.
không để chữ phân biệt, cho nên chỗ này á, là cái delta đó là mình để có thể nó bằng không được, tại vì có thể hai nghiệm nó trùng nhau được, thấy không? Đấy, cho nên chỗ này mình có thể để thêm dấu bằng nè. À, chừng nào nó nói hai nghiệm phân biệt á, thì em không có để dấu bằng nha. Hai nghiệm luôn cái này, nhưng mà đây là hai nghiệm dương, hai nghiệm dương, tại phương trình t này nó có nghiệm thì nó phải dương, tại vì t bằng hai mũ x, đúng không? Hai mũ x thì lúc nào nó cũng dương. À, cho nên là đây là bắt buộc t nó phải có hai nghiệm dương phân biệt và thỏa mãn điều kiện t 1 nhân t 2 nhỏ hơn bằng 4, nhỏ hơn 4 nhé, nhỏ hơn 4. Đấy, thì bây giờ điều kiện, ba điều kiện đầu tiên của chỗ này đó là nghiệm dương nè. Hai nghiệm với dương thì hai cái số nó cộng nhau nó cũng dương, đúng không? Nếu mà hai hai cái nghiệm nó dương thì tổng của nó cũng dương, tổng của nó là số dương, mà tổng của nó là bằng trừ b chia 2a hệ thức vs đó. Còn tích của nó là c chia a, đúng không? C chia a. Đấy, thì em thấy ở đây đó là b thì nó bằng trừ 6 thôi, thì trừ b chia a là nó bằng 6, 6 là dương rồi, này nó hiển nhiên rồi đó. Còn c chia a nó bằng m, vậy thì ở đây mình cần nó là m là nó lớn không, đúng không? M lớn không, và đồng thời là m nó phải nhỏ hơn 4. M là bằng t 1 nhân t 2 nè, này điều này tương đương là m nhỏ hơn 4, và nhỏ hơn 4 lớn hơn không đó. Thì bây giờ mình gom chung hai điều kiện này lại thì m nó nhỏ hơn 9, phải không? Nhỏ hơn 9, vậy thì nếu mà nó lớn hơn không nhỏ hơn 4 thì nó nhỏ hơn 9 rồi, đúng không? Cho nên nó thỏa mãn điều kiện ở trên đây luôn, vậy thì tương Hay đương xuống hả? cái chỗ C chia A là lớn không mà xuống dưới là C chia A nhỏ hơn 4. C chia A nhỏ 4 là C chia A, nó chính là cái này nè, là T1 nhân chia T2 bằng C chia A, đúng không? C chia A nhỏ 4 tức là điều kiện này mình đem xuống nè. Còn mình suy ra cái bên đây là không nhỏ hơn M rồi Đây, cái M này nhỏ là hơn M 4. nè, C chia A, em nhớ cho thầy là C chia A là M. M lớn hơn 0 và M nhỏ hơn 4 thì mình gom chung lại là M lớn hơn 0 nhỏ hơn 4, được chưa? Cái này là M nè, cái này là M nè, đúng chưa? Cái này là M nè, M lớn hơn 0. Rồi cái này cũng M, M nhỏ hơn 4. Như thế M lớn hơn 0, nhỏ hơn 4. Rồi mình gom chung lại là cái này, được chưa? À, tại thầy không viết liền mặt đó thầy, cái trong rồi em nhìn em không có hiểu. Cái này là M, thầy giải thích lại ha. Cái này là M nè, C chia A là M đó ha. Rồi được ha. Dạ. Rồi. Rồi như vậy thì tiếp theo đó là cái câu số 9 đó. Cái câu số 9 là thế này em. Câu số 9 là nó liên quan đến thầy chiếu cái lời giải đây, thầy giải thích luôn. Đấy, thì bây giờ cái câu số 9 là này. Bây giờ mình là mình sẽ gọi, ở đây nó gọi x nè. Ở đây nó gọi x chưa? Chưa không? À, có rồi nè, nó gọi x nè. Vậy thì bác nông dân này đó là ông trồng x hecta lúa và y hecta khoai, đúng không? Thì ông muốn làm sao để lợi nhuận cao nhất, đúng không? Tức là cứ cứ 1 hecta lúa thì lợi nhuận là nhiêu? Lợi nhuận là 30 triệu đồng. Cứ 1 hecta khoai thì ông ta lợi được 60 triệu đồng. Như vậy thì theo đề bài đó là mình phải cần tìm cái số x y này nè, số hecta lúa và số hecta khoai thì để cho là gì đây, cái lợi nhuận, tổng lợi nhuận là nó cao nhất, là nó tiến tới cái mắc maximum, thấy không? Đấy, vậy thì nhưng mà bây giờ đó là mình phải làm sao cái x y này nó phải làm sao, tổng cái số diện tích gieo trồng này nó phải là gì đây, không vượt quá 6 hecta nha, không vượt quá 6 hecta đó. Và tổng cái gì, tổng tổng cái phân bón không vượt quá 100 kg, tại vì nếu mà trồng 1 hecta lúa thì chúng ta cần bón 20 kg phân bón, đúng không? Như vậy thì trồng ít kg ít hecta thì chúng ta phải cần 20 hay 10 nhỉ, 20, mỗi hecta là tốn 20 kg. Như vậy thì là ít hecta thì nó tốn 20 nhân ít ha, này là 20 phân, cái này là phân bón cho lúa nè em, phân bón cho lúa là 20 x, còn phân bón cho khoai là bằng 10 y ha, tại vì cầu trồng 1 hecta khoai thì phải cần 10 kg phân bón. Như vậy thì cái số lượng phân bón cho khoai là 10 y, số lượng phân bón cho ít là 20 x. Đấy, như vậy thì tổng số lượng phân bón này nó không vượt quá 100 kg, phải không? 100 kg. Và tương tự vậy thì số ngày công trồng lúa thì nó ít ngày công hơn, đúng không? Trồng lúa 1 hecta lúa tốn 10 ngày công,
vậy thì tổng số ngày công khi trồng lúa là 10x. Tương tự vậy thì trồng khoai đó thì nó phải mỗi hecta nó phải tốn 30 ngày công, đúng không? 30 ngày công như vậy thì trồng y hecta thì nó tốn 30 y ngày công, và tổng số ngày công thì nó không vượt quá 120, đúng không? Đấy, như vậy thì mình sẽ có một cái hệ như thế này: x cộng y bé hơn bằng 6 nè, rồi đó là 2 20x cộng 10y là nhỏ hơn 100, 10x cộng 30y nhỏ hơn 120. Và lưu ý là các x y này đều lớn hơn không hết, lớn bằng không hết, có nghĩa là cái điểm mà có tọa độ là x y này nè, nó phải nằm ở trên cái góc phần tư thứ nhất, nằm ở trên cái góc phần tư thứ nhất ha, trên cái trục tọa độ nè, hay trục tọa độ nè. Thì bây giờ để vẽ cái miền H này đó, vẽ miền H này đó thì mình sẽ vẽ các cái đường thẳng, mình cho ở đây nó xảy ra dấu bằng, mình vẽ luôn, tức là x cộng y bằng 6 là cái đường này nè, x cộng y bằng 6 là cái đường này, đường này là x cộng y bằng 6 nè, thấy không? Và cái đường là 20x cộng 10y, 20x cộng 10y bằng 100 là cái đường này, đường này. À, còn cái đường là 10x cộng 30y bằng 120 là cái đường này. Là cái đường này. Đường này chứ. À, cái đường này nó bị chạy xuống đây nè, chỗ này nè. Còn chỗ này là số 6 nè. Em thấy chỗ này là số 6 nè, muốn vẽ cái đường x cộng y bằng 6 nè. Em cho x bằng 0 thì y bằng 6, em cho y bằng 0 thì x bằng 6, thì em nói hai cái đường này em vẽ. Thấy không? Còn để vẽ cái đường là 20x cộng 10y bằng 100 này đó, em cho y bằng 0. Thấy không? Em cho y bằng 0 thì là em được x bằng 100 chia 20 là 5, đúng không? Để tương tự như vậy thì em cho x bằng 0 thì em tìm được cái y bằng 10. Y 10 em vẽ, em nói là em được hai cái đường này. Rồi, tương tự như cái đường 10x cộng 30, 10x cộng 30y bằng 120 thì mình cũng vẽ tương tự như thế. Thì như vậy thì bốn cái đường, năm cái đường này, cái miền H này nè, nó chính là cái miền đa giác mà thầy tô màu đó. Và những cái điểm mà nó làm cho cái hàm F này nó đạt giá trị lớn nhất, thường là nó ngay mấy cái đỉnh của cái ngũ giác này. Thì cái đỉnh này đó là có nghĩa là x bằng 3, y bằng 3 nè, chỗ này nè. Rồi chỗ này đó là x bằng 4, y bằng 2 nè. Rồi chỗ này đó là x bằng 0, y bằng 4. Rồi chỗ này là x bằng 5, y bằng 0. Đấy không? Đấy, rồi chỗ này là x bằng 0, y bằng 0. Vậy thì cái ngũ giác này nó có 5 đỉnh. Và cái giá trị lớn nhất của hàm F này nó chỉ xảy ra tại những cái đỉnh thôi. Thấy không? Như vậy thì khi mà mình muốn tìm giá trị lớn nhất của nó thì mình sẽ thay cái giá trị của những cái đỉnh này vô cái hàm F này. Thấy không? Ví dụ như em trồng 3 hecta lúa và 3 hecta khoai thì cái số lượng của cái này em thế vô thì nó ra được bao nhiêu? 70, 270. À, nếu mà em trồng 3 hecta lúa nè, 3 hecta khoai thì nó ra được 270. Nhưng mà nếu mà em trồng 4 hecta lúa, chỗ này chỗ điểm K nè, và 2 hecta khoai. À, 4 hecta lúa, hai ta hai em thấy cái điểm này nó qua đường này nè, thì nó có 240 lợi nhuận thôi đó. Và nếu mà em cho đi qua đây mà em trồng tất cả được, trồng trồng 5 hecta lúa, đúng không, trồng 5 hecta lúa thì em ra được cái lợi nhuận nó có 150. Thì bạn đặt vấn đề là tại sao mình không trồng hết 6 hecta khoai luôn đi? 6 hecta khoai thì không được, tại vì không đủ lượng phân bón, phải không? Nó không đủ lượng phân bón, hoặc không lượng được đủ lượng ngày công, để nằm ngoài cái miền này nè, cái miền ràng buộc này. Đấy. Cho nên là chỗ này là tại cái điểm G đó, điểm G của tọa độ 33 là nó sẽ có lợi nhuận cao nhất, tức là mình sẽ trồng 3 hecta lúa và 3 hecta khoai, thấy không? Thì cái chỗ này cái đáp án của mình là B, nó nói giá trị ít là bao nhiêu, thấy không? Thì cái bài này đó là em sẽ coi lại chương trình lớp 10 mà chỗ cái hệ bất phương trình hai ẩn x y đó. Em xem lại cái chương trình lớp 10 là hệ, em xem mấy cái ví dụ đó thôi ha, hệ bất phương trình hai ẩn x y, cái bài toán tối ưu của trong đó ở chương trình lớp 10 ha. Là đại số lớp 10 á, đại số lớp 10 chứ không phải hình học nữa, vẽ đồ thị mà.
Đó, còn cái câu 10 á là nó nói là tại cái buổi dạ hội á, mỗi người nam này khiêu vũ đúng bốn người nữ, và mỗi người nữ thì khiêu vũ đúng ba người nam. Mà biết rằng tổng cộng nó có bao nhiêu người vừa nam vừa nữ à, vậy nó hỏi có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ. Đó, thì bây giờ mình gọi x là số nữ, y là số nam, vậy thì mình có x cộng y bằng 35 đúng không, x cộng y bằng 35, cái điều này em hiểu không, x cộng y bằng 35 này. Đó. Nhưng mà cái số cuộc khiêu vũ thì ứng với mỗi người nam á, thì khiêu vũ với bốn người nữ, vậy thì tổng số là có y người nam đúng không, vậy thì là tổng số cuộc khiêu vũ đối với người nam là phải 4 y đúng không, và tương tự tổng số cuộc khiêu vũ của người nữ cũng là 3 nhân y, nhưng mà số cuộc khiêu vũ của người nữ với số cuộc khiêu vũ người nam nó phải bằng nhau, tức là 3x bằng 4y đúng không. Đấy. Vậy thì mình được cái hệ phương trình gồm hai ẵn x y gồm có hai phương trình như thế này, cái này em bấm máy ra thì nó ra được là gì, x bằng 20, y bằng 15. Điều này có nghĩa là gì, trong đây nó có 20 người nữ và 15 người nam. Đấy, thế thôi. Rồi vậy thì câu 10 mình chọn phương án D. Thì trên đây là thầy vừa hướng dẫn cho các em là cái đề ở buổi học thứ sáu của mình ha. Đấy. Thầy ơi, À, em làm phiền thầy một chút, vài phút được không thầy? thì được được nói đi. Dạ, cái câu chính á thầy, mình có cái hình thức hình nào dễ nhìn hơn tí được không? Thầy sao thấy nó chụm 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 lấy nhau, Chụm chụm này là khó do nhìn. thầy vẽ mấy cái đường mục tiêu nè, đường mục tiêu cái đường mà đậm đậm này nè. Thấy không? Bây giờ là muốn vẽ cái hình này thì đầu tiên mình vẽ cái trục ra. Thấy không? Vẽ cái trục ra, vẽ hệ trục ra nè. Thì ở đây cái số hecta lúa và khoai nó phải lớn bằng không cho nên mình có được cái này. Đúng không? X lớn bằng không, y lớn bằng không có nghĩa là nằm góc phần tử thứ nhất. Thầy, em hỏi nha, mình khỏi vẽ cái hình mà mình xác định được không thầy? Vẽ hình xác định được. Để thì em nhớ cho Vâng, thầy là bây một giờ cái ép. em ra tới cái hệ này nè. Đúng chưa? Ra cái hệ này nè, đúng chưa? Dạ. Đó, em thấy ở đây nó có tổng cộng nó có mấy cái phương trình. Mấy bắc phương trình. Dạ ba. Thật ra nó tới 5 cái. 5 cái lần này. Bây giờ em cho nó dấu bằng hết đi. Dấu bằng hết đi không? Ví dụ như là em lấy cái một này nè. Cái một này nè với cái hai này nè, em cho dấu bằng hết thì em ra được cái hệ phương trình đúng không, em bấm máy tính kìa, bấm máy tính kìa, okay. Hệ mod 9 hệ một phải không, hai đấy. Thì em tìm được thì thầy nhắc lại là để mà nó tối ưu cái hàm này, tức là cái hàm lợi nhuận này nó đạt maximum đó, thì nó chỉ xảy ra tại cái giao điểm của các cái đường này thôi, tức là nó nằm ở trên cái biên này thôi, nằm ở trên mấy cái biên này nè, hoặc là giao điểm của các cái biên đúng không. Đấy thì cái bài toán, cái mẹo của bài toán này là nó chỉ tính tại những cái điểm biên này thôi, tại điểm biên này nó mới đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất thôi, thấy không. Đấy thì bây giờ đó thì muốn tiến tính điểm biên thì em phải tìm giao của hai cái đường này đúng không, giao của đường 1, đường 2 rồi đường 1, đường 3 nè, đường 1, đường 3 hoặc là đường 2, đường 3, thấy không, cái này là đường 1, đường 2 nè, đó, đường 2, đường 3 nè. Còn có giao chỗ này nữa nhưng mà chỗ này nó lại không thuộc cái miền ấy, thấy không, cho nên là nếu mà giao chỗ này thì nó lại, em phải thử thêm cái điểm này coi nó thỏa mấy cái bắc này không nữa. Thế sau khi mà em tính nó cái giao này nè, thấy không, mấy cái giao điểm của hai cái đường này nè, rồi em phải thử coi nó có thỏa cái bắc này không, tức là nó nhỏ hơn trăm không, thế vô coi nó thỏa nhỏ hơn trăm không, thấy không. Ví dụ như thầy tính Đúng rồi. giao của điểm 1 với đường 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 số 2 nè, để bấm Thầy, máy. thầy chị cho em hỏi là tính sao ra ép bằng hai trăm mấy, trăm mấy á thầy? Sao Thì ra ép á? ép ha, ép Dạ. là bây giờ cái hàm ép của mình là, hàm ép của mình là bằng 30x đúng không, cộng 60y đúng không. Bây giờ tại cái điểm mà y bằng 33 này nè, thì em thay x bằng 3 vô, 30 nhân 3 cộng 60 nhân nhân 3 là bằng 270 đúng không. Ủa vậy cái điểm J, K, L, I đó là ở đâu ra thầy? Bấm bấm máy ra, còn không là mình vẽ hình ra đây, đây À vậy. mình bấm mấy cái bắt phương trình đó ra là Không, mình cho ngay dấu mấy điểm bằng đó. trước,
cho dấu bằng trước ha. Bây giờ thầy thử nè, bây giờ cái đường x cộng y bằng 6 không, cho thành dấu bằng nè, rồi 20x cộng 10y bằng 100 nè. Bây giờ mình bấm máy ra nè, cho hai cái đường này giao nhau nè, 20x nè, 10y nè, 100, thì nó ra được cái điểm nè, x bằng 4, y bằng 2 là cái điểm này nè, cái điểm K dưới đây nè, em thấy không, điểm K này đó. Rồi bây giờ đó, mình lấy cái đường số 2 với số 3, mình coi, mình bấm lại số 2 số 3, tức là cái đường số 2 số 3 của mình là 10x nè, phải không, rồi cộng cho 30y bằng 120. À, thì nó ra điểm nào, nó ra cái lẻ rồi, phải không, ra lẻ là 3,6 với mấy 15, 2,8, 3,6 với 2,8, nhưng mà 3,6 cộng với 2,8 là nó lớn hơn, nó vượt qua cái x cộng y bằng 6 rồi, đúng không, tức là nó không có thuộc cái miền này, nó không có thỏ cái phương trình một, cho nên cái điểm này mình loại đi, nó là chính là cái điểm nằm ngoài cái miền này nè, điểm này nè. À, em thấy À được là chưa? À. mình bấm sao mà cho nó ra nó bằng từ sáu xuống hay là mình lấy cái điểm đó? Không là nó phải thỏa mãn hết mấy cái phương trình này luôn, cái điểm đó nó phải thỏa mãn hết mấy phương trình này, thấy không? Bây giờ em bấm ra, đầu tiên là nãy được điểm G này, nó thỏ nè, điểm K nó thỏ nè, đúng chưa? Đó, bây giờ em lại tiếp tục bấm tiếp, tại vì ở đây là nó có ba đường, một hai ba đúng không, ba đường một hai ba, em lấy một với hai là ra điểm, rồi lấy 2 với 3 là ra điểm, rồi lấy 3 1 với 3 nó ra điểm nữa. 1 với 3, 1 là cái gì? 1 là cái này. 6. Đấy, thì nó ra điểm x 3 y 3 này, thấy chưa? Đấy. Còn bây giờ em lấy, nói chung là cái này nó tới 8 đường lận, nhưng mà ở đây mình lấy ở góc phần tư thứ nhất rồi. Đấy, 8 đường. À, xin lỗi, 5 đường, 5 đường mà bây giờ em cứ cứ hai đường em cứ tìm một điểm, hai đường tìm điểm thì tổng cộng nó tới 10 điểm nè. Thì nó có những cái điểm nằm ngoài cái miền này nè. Cho nên là vẽ hình thì nó mình sẽ xác định những cái điểm biên này nó dễ hơn. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi. Rồi vậy thầy chào các em nha. Dạ, bye bye thầy. Rồi chào em.